Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 13 tháng 3 tuyên bố châu Âu đã trở thành tâm điểm đại dịch corona hiện nay. Tính tới 13 tháng 3, có hơn 132.000 người bị nhiễm tại 123 nước và 5.000 người thiệt mạng vì virus corona. Những con số mà Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi là dấu mốc bi thảm. Ông cho biết châu Âu đã trở thành tâm điểm của đại dịch, có nhiều ca xác nhận bị nhiễm và tử vong nhiều hơn những nơi khác trên thế giới cộng lại, ngoài Trung Quốc. Ông Ghebreyesus kêu gọi tất cả các nước đối phó với COVID-19 một cách toàn diện, từ xét nghiệm, rà soát sự tiếp xúc, cách ly và giảm giao tiếp xã hội. Ông khuyên cáo dịch bệnh có thể xảy ra ở mọi nơi, nước nào nhìn tình trạng ở nơi khác mà nghĩ rằng sẽ không xảy ra ở nước mình là một sai lầm chết người. Cũng trong ngày 13 tháng 3, WHO phát động quỹ đoàn kết đáp ứng vì COVID-19 để các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp chung tay.